Chào mừng các bạn đã đến với kênh dạy vẽ Xoan TV. Hôm nay chúng ta hãy cùng vẽ đôi chim từ hình trái tim nhá. Rất là đơn giản thôi, các bạn hãy nhanh tay lấy giấy bút ra và vẽ cùng mình nào. Trước tiên các bạn hãy vẽ cho mình một hình trái tim thật là cân đối vào nhé. Hình trái tim có thể vẽ và có chiều cao hơn của mình một chút thì nó hợp lý hơn. Và mình vẽ xong thì mình mới nhận thấy là mình vẽ trái tim nó hơi bị ngắn ngang, nên là vẽ nó cũng chưa được chuẩn cho lắm, nhưng mà vẫn ok các bạn ạ. Đó, các bạn hãy vẽ thêm hai nét ở bên trong như vậy, bốn cong nhận sóng như vậy. Rồi chúng ta vẽ hai cái mỏ đối vào nhau. Tiếp đến chúng ta sẽ vẽ một đường vòng tròn như thế này xuống dưới để tạo thành cái cánh của chim nhé. Lại vẽ tiếp tục nửa vòng cánh ở bên ngoài. Như vậy các bạn đã hình dung ra bức tranh của chúng ta chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ vẽ và điểm tô thêm cho đôi cánh của chú chim này nhé. Đây là hai chú chim đang chui mỏ vào nhau, quay mặt vào nhau và cùng đậu trên một cành cây. Cánh chim chúng ta vẽ rất đơn giản với những nét như thế này thôi là được rồi. Các bạn thấy đơn giản không nào? Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ gì đây? Chúng ta sẽ vẽ đôi mắt. Đôi mắt cho hai chú chim. Mỗi chú sẽ có một mắt và nhìn về phía nhau, rồi vẽ đuôi chim ở phía dưới. Vô cùng đơn giản đúng không các bạn? Tiếp đến chúng ta sẽ vẽ gì nhỉ? Chúng ta sẽ vẽ mỗi chú chim có một cái chỏm lông ở trên đầu để cho chú chim nó đẹp hơn. Các bạn cũng có thể biến bức tranh này thành vẽ đôi chim vẹt đấy. Đối với đôi chim vẹt thì cái mỏ các bạn sẽ vẽ nó to hơn mà nó quạt vào trong, rồi cũng có cái chàng màu ở trên ấy. Là da thôi, và khi tô màu chúng ta thu nhiều màu sắc hơn là ok, có thể vẽ thành một chú vẹt rồi. Và hãy vẽ hai cái chân đứng lên cành cây của hai bạn nhé. Và tất nhiên là nên điểm thêm vài chiếc lá để cho cành cây nó trở nên sinh động hơn và bức tranh có thêm nhiều màu sắc hơn nha. Các bạn nếu thích cũng có thể vẽ thêm một vài bông hoa đấy. Đây xong rồi thì chúng ta tô màu lên nào, rất là nhanh đúng không? Chúng ta sẽ tô lá màu xanh này. Và thân cây thì chúng ta có thể tô màu xanh đậm, màu nâu, màu đen cũng được nhé. Chúng ta chủ yếu học cách vẽ thôi, và các bạn có thể biến tấu chú chim của các bạn vẽ thành chú chim là nó như các bạn muốn, từ màu sắc cho đến loại chim nhé. Chim vẹt hay chim trào màu hay chim gì cũng được, mỗi loài chim nó đều có một chút xíu khác nhau thôi, còn cơ bản là vẫn giống nhau hết. Các bạn có thể tùy ý sáng tạo nhé. Nên là mình đây thì mình sẽ tô màu cam để đối với phần cánh và phần lông đuôi, còn phần trên người thì chúng ta tô màu vàng, màu trắng cũng được. Chúc các bạn sẽ thành công nhé. Các bạn muốn để được các gì thì có thể comment xuống bên dưới để mình làm video hướng dẫn các bạn cách vẽ làm sao cho đơn giản nhất, để các bạn những người mà chưa biết vẽ, không có năng khiếu bẩm sinh cũng có thể vẽ được nha. Đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé!